Hé lộ quá trình mà rapper Kim Lý debut bà xã kẻ kẻ hỗ trợ. Just why baby you see you am Kali. Làm sao Kim sẽ làm một lần? Mình biết là mình phải chăm chỉ ít vì không kinh nghiệm. Cho đến bây giờ, nhiều người vẫn cứ là chưa tin vào mắt mình là anh Kim Lý đã debut làm rapper. Thậm chí dân tình còn nghi ngờ rằng anh chàng hát nhép cơ, nhưng thực tế thì không hề nha. Đoạn clip hậu trường này chính là minh chứng rõ nét nhất. Nói chung là để có một phút huy hoàng trên sân khấu, ông xã Hà Hồ cũng gọi là quần da phết, vợ phải kèm cặp từng chút bột. Kể có bà xã làm ca sĩ cũng ổn áp da phết, anh Kim chỉ cần tin tưởng 100% vào vợ thôi, việc còn lại cứ để chị Hà lo. Nhưng coi bộ chị cũng đến nước mất kiên nhẫn với anh rapper Việt Kiều này lắm nên cái mặt hơi căng. Thôi thì thấy anh ấy cũng cố gắng quá chừng và thành phẩm cũng ra gì và này nọ phết, thế này thì bảo sao cộng đồng mạng cứ là kêu anh debut làm rapper thôi. Thế nhưng chị Hà đã dập tắt hy vọng cho lần sau bằng